Xin chào bà con. Thì hôm nay á, mình có vào vườn của bà con nông dân, có nghĩa là sầu riêng ri 6 đây. Thì hiện tại thời điểm bây giờ của tháng ngày 17 tháng 7 2019 á, thì mình vào vườn của bà con nông dân đây, thăm vườn về cái tình hình mà sầu riêng ri 6 là chuẩn bị thu hoạch. Đây mình đang quay cho các bạn và bà con xem về cái vườn sầu riêng ri 6 ở khu vực Đắk Lắk chúng ta thì bắt đầu đã vào mùa thu hoạch và đã già rồi. Một số vườn bây giờ bắt đầu là già và tiến hành thu hoạch. Thì cái này mình đi xem quay các bạn và con về khu cái vườn sầu riêng đi xấu và chuẩn bị thu hoạch và những cây sầu riêng như thế này. Trong ngoài sầu riêng này trồng sen cà phê, trái rất tròn đều xanh và đẹp, đúng không? Mình sẽ quay hết vườn cho các bạn và con xem về cái vườn sầu riêng này. Thì hết mùa sầu riêng đi xấu thì bắt đầu chuyển qua sầu riêng Đô Na, thì một trong những cây ăn quả hiện tại đang hot nhất là sầu riêng và bơ. Thì vườn này cũng có trái rụng rồi, nói chung là cũng đã già rồi. Nên mình đi quay các bạn xem á, những trái này đã già và có trái rụng rồi. Nói chung là vừa bắt đầu thu hoạch được rồi. Thì những công tác mà chăm sóc sầu riêng mình cũng hướng dẫn con nhiều rồi. Bây giờ là công tác mà thu hoạch, mình sẽ quay cho bạn và con xem về cái công tác mà thăm vườn. Sau này mình tới công tác mà thu hoạch á, cắt hái mình cũng đã quay các bạn con và con xem rồi đó. Dung cây sầu riêng này rất là sai, đẹp, nói chung mà trái ít có bị xương. Một số vườn chúng ta chăm sóc không đúng kỹ thuật á, nên là trái này bị eo đèo và xương nhiều. Cây này rất là cao và lâu năm nha các bạn. Mình sẽ đi rất là từ từ và chi tiết ở trong đám cà phê này. Thì nông dân ở Đắk Lắk chúng ta và con chúng ta đa số là trồng sen, vừa tiêu, cà phê rồi sầu riêng, ít khi có bà con nào trồng rặt sầu riêng hết, nên công tác mà đi lại nói chung cũng hơi bất tiện. Nên mình quay clip này nó cũng đôi lúc nó không rõ, nên con xem từ từ nha. Đi từng cây á, chung cà phê cũng rất là sai, sầu riêng cũng sai, cái nào cũng sai, cái nào cũng có tiền, nhưng mà phụ thuộc vào cái giá thị trường thôi. Thì hiện tại giá sầu riêng ri 6 nó cũng dao động ở từng khu vực khác nhau, nên mỗi vùng có những cái giá thị trường nó khác nhau. Sầu riêng ri 6 và sầu riêng Đô Na thì nói về chất lượng thì hầu như cũng tương đương nhau, 8-10. Nếu cho lựa chọn ăn thì vẫn thích ăn ri 6 hơn ăn Đô Na. Đây, quay bằng xem, nếu mà hầu như bà con ở Đắk Lắk chúng ta giai đoạn này thì hầu như ri 6 đang bắt đầu bước vào mùa thu hoạch rồi. Chỉ còn tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng nữa là bắt đầu vô mùa sầu riêng Đô Na, sầu riêng hột. Đó là những cây ăn quả chúng ta bắt đầu đang rơi vào giai đoạn là thu hoạch hết. Nhưng mà nếu mà con nông dân chúng ta thì thu hoạch rất nhiều trái như là bơ, sầu riêng, hột và sầu riêng ghép, hột cà phê, rồi thu hoạch tiêu. Nói chung là đang vào mùa thu hoạch. Này mình sẽ quay tiếp tục cho con xem về từng cái giai đoạn, từng cái mùa thu hoạch của từng loại cây ăn quả khác nhau. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi tất cả các video bên trái cây theo mùa lắc. Mình luôn luôn cập nhật và quay những vườn cây ăn quả, những vườn sầu riêng cho con xem và tham khảo về cái tình hình sầu riêng của bà con nông dân ở mỗi vùng khác nhau và có tỷ lệ thu hoạch như thế nào. Nó có chênh lệch với những cái vùng địa phương của bà con nông dân ở mọi vùng, chúng ta chăm sóc như thế nào. Nhưng mà mùa này nông dân rất là kỹ, nói chung là cây sầu riêng nào cũng neo hết để tránh tình trạng mà gió lây trái. Một số bà con cũng có những vùng mà cột lại rất là kỹ, còn những vùng mà con để tự nhiên thì đôi lúc gió lốc rồi nó hay bị gãy đứt cành hết. Thì cái đó công tác mà bà con dân ta trồng sầu riêng lâu năm á đều có cái chế độ mà chăm sóc hết. Thì đó, nãy giờ mình đi quay các bạn xem á, chung toàn bộ cái vườn này chung rất là nhiều, mình sẽ đi quay từ các bạn xem. Nói chung ở trong cà phê nên cái tỷ lệ mình quay nó sẽ không có được rõ so với trồng rặt, nên bà con chịu khó xem clip này, xin cảm ơn bà con ạ.